Cây thang này nó cũng mười mấy hai chục năm rồi, đi cũng rất là êm, rất là ngon luôn. Chỉ có việc là giờ decor lại cho nó đẹp. Trần các thứ rồi mình lưu ý là các bạn mà chọn mấy cái trần như này nó rất là dễ bụi, nó nhiều mảng, chọn đèn led một vài điểm thì nó đỡ thôi. Ồ, bụi ghê quá. Kinh nghiệm thôi. Đừng có chọn mấy cái trần kiểu như này, nó sáng thật nhưng mà nó bụi. Hôm nay thì khách hàng sẽ muốn thay cái bảng COB này các bạn, cái bảng này rất là lâu rồi. Nó gắn nổi ra ngoài, nó bể các thứ rồi. Bây giờ muốn là thay một cái bảng gắn âm mà nó full luôn, có kính đầy đủ luôn cho nó đẹp. Cái bảng này nó tách ra ha, con này ngày xưa này B1234 nó tách ra mà nó gắn nổi. Có cái màn hình ở đây nữa. Mà bây giờ muốn thay á, là phải thay cả cái vách này các bạn. Đó, sau đó rồi mới gắn được cái COB mới. Em bây giờ về sẽ nghiên cứu coi là có phải thay hết cái vách này không. Nếu thay hết cái vách này thì nó sẽ không đồng bộ cái decor ở bên cái vách bên đây. Cho nên là phải nghiên cứu lại coi là. Còn đây là cái vách bên trong, hên quá, cái này có thể gỡ ra mình thay được nè. Đây là sảnh của tầng hầm sau mười mấy năm hoạt động. Wow, cái bảng của cô Ne còn nguyên luôn các bạn. Gắn nổi, mình thấy gắn nổi thì nó bền ghê nhỉ. Ồ, cũng cá, cái nút này nó hơi xéo. Cái nút này bấm kiểu gì mà nó xéo trời. Bây giờ thay một cái loại giống như thế này luôn nhưng mà gắn nổi. Kiểu kiểu vậy, nhưng mà gắn nổi cái cổng mẫu mã nó sẽ đẹp hơn chút. Tiếp tục.